đào tạo. Chương trình thạc sĩ kỹ thuật xây dựng đào tạo kiến thức chuyên ngành liên quan đến các kỹ thuật hiện đại trong xây dựng như khảo sát, thiết kế nền móng các loại công trình dân dụng, công nghiệp và những dạng công trình xây dựng có liên quan gần như xây dựng công trình giao thông, công trình thủy. Cơ hội nghề nghiệp: sau thời gian học 18 tháng, học viên sẽ có cơ hội đảm nhận các vị trí chuyên gia nghiên cứu, thiết kế, chủ nhiệm đồ án tại các viện nghiên cứu, các sở, ban, ngành về lĩnh vực khảo sát, thiết kế nền móng và công trình ngầm, tham gia làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và sản xuất, các cơ quan nhà nước cũng như các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác, phục vụ cho công việc xây dựng các công trình xây dựng. Giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành về xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng công trình giao thông và xây dựng công trình thủy. Điều kiện tuyển sinh: để theo học chương trình thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, thí sinh phải thỏa mãn các điều kiện: tốt nghiệp đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng. Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành cần phải bổ sung các kiến thức trước khi thi. Tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học do Hội đồng tuyển sinh HUTEC tổ chức vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm, gồm 3 môn: toán cao cấp, sức bền vật liệu, tiếng Anh.